Ký ức người lính Bratvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 12. Phần 2. Vĩ Thanh, 40 năm sau cuộc chiến. Ý tưởng cho một chuyến đi. Ngày 20 tháng 3 năm 2022, tôi cùng anh Nguyễn Thanh Sơn, hiện ở Đà Nẵng, trao đổi với nhau để thống nhất cho chuyến thăm lại chiến trường xưa Campuchia sau 40 năm. Hai anh em quyết định đăng ý tưởng đó trên Facebook để các đồng đội biết, sắp xếp cùng đi. Tôi biết chuyến đi này, bản thân tôi cũng như các đồng đội sẽ gặp các vấn đề sau. Tuổi cận già, sức khỏe là rào cản lớn nhất. Vợ con của các đồng đội sẽ lo lắng, băn khoăn. Liệu có đi nổi hay không khi tất cả anh em đều đã trên dưới 60? Có đảm bảo an toàn khi di chuyển bằng xe máy với hơn 600 km đường dài? Thủ tục giấy tờ khi qua Campuchia có khó khăn không? Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở cả hai nước thì có bị cách ly không? Vấn đề an ninh hiện nay ở đất nước Campuchia diễn biến khá phức tạp khi họ đang chuẩn bị bầu cử, có đảm bảo an toàn cho đoàn đi không? Khi chúng ta đi trên tinh thần tự phát, không đi theo đường ngoại giao, và nhiều vấn đề khác nữa cần phải suy nghĩ. Cuối cùng, mỗi cá nhân trong đoàn tự sắp xếp làm công tác tư tưởng cho gia đình và cho chính bản thân mình để thực hiện chuyến đi. Tất cả đã thông suốt, chờ ngày lên đường. Ngày 10 tháng 4 năm 2022, tất cả các đoàn đều đồng loạt xuất phát. Đoàn Quảng Nam đi theo hướng đường quốc lộ 14. Đoàn Bình Định xuất phát từ Quy Nhơn đi theo quốc lộ 19. Riêng các đồng đội ở Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, tôi hẹn đón tại thành phố Tuy Hòa để dự đám cưới con đồng đội Duy ở đại đội 17 trung đoàn 95, rồi cùng lên Gia Lai. 5 giờ chiều mùng 10 tháng 4, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thắp nén nhang tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh cho đất nước yên bình trong các cuộc chiến, nhất là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu hành quân lên cửa khẩu Lệ Thanh, hội quân lần cuối. Anh Võ Văn Sung, nguyên là lính đoàn 5504, sau được rút về làm phiên dịch cho Bộ Tư lệnh 579, hiện ở gần cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai, đón chúng tôi, sắp xếp tất cả nơi ăn chốn ở, tất cả những gì cần thiết nhất cho một chuyến đi trên tinh thần đồng đội. Anh là một cựu chiến binh chiến trường ca, rất nặng nợ nghĩa tình với các đồng đội chiến trường, nặng nợ với dải đất biên cương Tổ quốc, nặng nợ với tình hữu nghị Việt Cam. Chính vì vậy, khi về hưu, anh đã ở lại lập nghiệp nơi này, giúp sức rất nhiều cho các chuyến đi của các đoàn thăm lại chiến trường xưa, vun đắp tình hữu nghị Việt Cam ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi vô cùng xúc động nghĩa cử cao đẹp của anh đối với các đồng đội. Thật sự mà nói, chuyến đi này nếu không có anh giúp sức cùng anh Huỳnh Hải Sơn, anh Sơn ở Gia Lai, chắc có lẽ chúng tôi đã quay về. Thay mặt anh em trong đoàn, cảm ơn anh rất nhiều. Vào vùng chiến địa năm xưa, sáng 11 tháng 4, được sự giúp đỡ của anh Sung, mọi thủ tục giấy tờ trong việc xuất nhập cảnh hai bên đã xong. 8 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi qua đất bạn. Anh Sung dẫn chúng tôi vượt hơn 12 km qua khỏi Oia Dao, dừng lại
nơi vườn sắn năm xưa, khi trung đoàn 31 và trung đoàn 95 có trận đánh nơi này. Tháng 10 năm 1978 mới giao lại cho trung đoàn 29 chốt giữ, đánh nhau với bọn Pốt ở đây khá quyết liệt, bảo vệ cho anh Toàn và cho trạm phẫu trung đoàn đóng ở sâu trong địa phận Oia Đao. Để giữ được nơi này, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 29 bị thiệt hại gần cả một tiểu đoàn. Sự hy sinh quá lớn trong chiến cuộc ngày đó, anh Vũ Thuật kể lại. Chúng tôi sắp lễ vật bánh trái rượu nhang, những vật phẩm từ bên nước đem sang, thắp một nén nhang tưởng nhớ đến các anh linh liệt sĩ nơi này, bắt tay và chụp hình lưu niệm với bộ đội bạn. Anh Sung bắt tay từng người chúc lên đường thuận lợi, thành công, rồi anh quay về lại Việt Nam. Sự giúp đỡ chí tình của anh làm cho tôi thật xúc động. Chúng tôi lại lên đường. 9:30, chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra trận đánh XA và XB. Đây là nơi mà các đàn anh chúng tôi, thế hệ nhập ngũ 1977, cùng các lớp đàn anh đi trước của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, đã cùng tham gia trận đánh này. Chúng ta đã giành thắng lợi, nhưng mất mát cũng không hề nhỏ. Lễ vật được bày ra, thay mặt cho những cựu binh Sư đoàn 307 năm xưa, chúng tôi thắp nén nhang với tấm lòng thành kính của các anh em trong đoàn để tưởng nhớ đến các anh, những chiến binh dũng cảm đánh địch mở đường cho trận phản công sau này vào năm 1978. Xem như là chúng tôi đã gặp nhau. Tạm biệt các anh trong tâm thức, chúng tôi lên đường cho kịp lộ trình theo kế hoạch đã lên. Chạy theo một cung đường mà ngày xưa những người lính mặt trận năm 79 đã đi qua. Hồi ấy, đất đỏ mịt mù và đường xấu vô cùng. Bây giờ là đường nhựa, dân ở lại rất đông. 40 năm trở lại, cung đường này thay đổi đến không ngờ. Đến 11 giờ, chúng tôi có mặt tại Bung Lung, một thị trấn cách đây 40 năm. Chỉ có vài mái nhà lợp tranh bán buôn mấy thứ hàng hóa tiêu dùng lặt vặt. Thị trấn nghèo nàn đó bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhà cửa san sát, sinh hoạt buôn bán sầm uất, không khác gì các thị trấn ở Việt Nam. Việc tìm chỗ đổi SIM điện thoại để liên lạc bên nước bạn đã tốn khá nhiều thời gian của chúng tôi. Từ nơi này, các đồng đội của tôi bắt đầu đi từng tốp riêng rẽ. Tôi và Đạt ở Phan Thiết, Chiến ở Đắk Lắk, ba anh em cùng ở tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307 và anh Giáo ở trung đoàn 94 đi dạo lang thang quanh thị xã Bung Lung. Có một cháu tên là Hà ở huyện Trúc gọi điện cho tôi mời cả đoàn ghé thăm nhà dùng một bữa cơm thân mật với gia đình. Gia đình cháu Hà là một gia đình hết sức đặc biệt. Cha là bộ đội Việt Nam lái xe cho đoàn 6. Trong một chuyến đi công tác bị giặc Pốt phục kích, cha cháu Hà và một số người nữa hy sinh. Mẹ cháu gốc người Lào là phiên dịch cho mặt trận năm 79. Năm 1989 khi ta rút quân, quân khu 5 đã đưa mẹ cháu về Đà Nẵng và lo cuộc sống cho mẹ cháu. Vì khi ta rút quân, nếu để mẹ cháu ở lại quê nhà, nhất định giặc Pốt sẽ giết. Riêng cháu ở lại cùng bà con và sau này đã có gia đình con cái. Cảm ơn lòng nhiệt tình của cháu đối với các chú, một thời là đồng đội của cha. Bốn anh em tôi đã ghé thăm nhà cháu và gia đình, uống với cháu một ly nước, hẹn quay về sẽ ghé thăm ăn bữa cơm thân mật. Tiếc rằng khi quay lại không gặp được cháu, vì cháu đã đi chúc Tết ở xa nên chỉ điện chào cháu, hẹn gặp cháu Hà tại Việt Nam, khi Hà qua tôi sẽ đón. 16:30 chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt tại Sung Trang, ghé lại con đường ven sông nghỉ giải lao uống nước, nhìn con sông rồi nhìn về Tha La
mà thấy chạnh lòng. Bến phà Stung Trang ngày ấy và bây giờ khác nhau quá. Ngày xưa tại bến phà này chỉ cách nhau một con sông mà hai thái cực. Một bên là cuộc sống sôi động hiền hòa, còn bên kia sông là một cuộc chiến tàn khốc. Một nén nhang lòng thành kính nhớ về các đồng đội đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 95 đã hy sinh gần hết. Đại đội 2 bị địch phục kích trong cuộc tổng phản công năm 1978 khi vượt qua Tha La khoảng 15 cây số. Sự mất mát lớn nhất của trung đoàn 95 trong thời điểm đó. Các anh hãy tha lỗi cho chúng tôi, xem như đã gặp lại nhau trong tâm thức các đồng đội ơi. Nhìn dòng sông Mê Công, nhìn bến phà cũ năm xưa đã đưa biết bao đoàn quân lên địa đầu chiến tuyến Pretvihia, nơi xảy ra những trận đánh đẫm máu nhất của các đơn vị sư đoàn 307, sư đoàn 315 và sau này có thêm một số trung đoàn của sư 2 qua tham gia các chiến dịch. Lòng bùi ngùi man mác. Nơi đây các đồng đội đã qua sông và biết bao người một lần qua mà không có lần trở lại. Đồng đội Trương Công Hạng khi đọc những dòng chia sẻ của tôi trên Facebook về bến phà Stung Treng cũng đã ngậm ngùi bình luận: bến phà năm cũ vẫn còn đây, bạn của tôi năm ấy ở đâu rồi? Không gian yên ả dần phai nhạt, đồng đội tôi xứ lạ gửi thân. Tôi bỗng liên tưởng đến bài thơ Đò xuôi Thạch Hãn của tác giả Lê Bá Dương. Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Ôi, trên đất nước mình và trên đất nước bạn Campuchia có biết bao dòng sông thơ mộng, nhưng trong sóng nước vẫn thấp thoáng u hoài dấu tích chiến tranh. 40 năm trở lại tìm lại ký ức xưa, nhiều thứ thay đổi ngỡ ngàng. Những địa danh Oi A Đao, nơi xảy ra trận đánh nổi tiếng mà thế hệ nhập ngũ 1976-1977 cùng với lớp đàn anh còn lại thời chống Mỹ đã tham gia trong trận đánh đó nhớ mãi. Đó là trận đánh cao điểm XA và XB vang danh của trung đoàn 95 và trung đoàn 31, tạo tiền đề cho cuộc tổng phản công sau này với những Bung Lung, Stung Treng, Tha La. Đi qua những địa danh một thời chinh chiến, một thời chiến dịch mà những người lính mặt trận năm 79 nhớ mãi về nó trong suốt chiều dài của mảnh đất Đông Bắc Campuchia. Đích đến của chuyến đi này, ngoài thắp nhang tưởng niệm những anh linh liệt sĩ đã hy sinh, chúng tôi cố tìm lại cứ năm xưa mà trung đoàn 95 và sư đoàn 307 đóng quân trong cuộc chiến tranh ngày đó. Tôi, Võ Trường Đạt, hiện ở 173/1 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Võ Chiến, hiện ở Cư Win, Đắk Lắk. Trần Văn Minh, hiện ở thành phố Quy Nhơn. Bốn thằng cùng tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, cố tìm cho được nơi tiểu đoàn 3 đóng quân năm xưa. Do nhà nghỉ Sihanouk, nơi đại đội 10 tiểu đoàn 3 đóng quân, không còn dấu tích, nên việc tìm lại nơi này vô cùng khó khăn. Lục lại ký ức, tôi bàn với các đồng đội: trước tiên, ta phải xác định được chính xác hồ nước 13 Vườn Xoài, nơi tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 cùng đại đội 13 cối của trung đoàn 95 đóng quân và cây cầu sắt của J-14 pháo cao xạ đóng quân, thì sẽ lần tìm ra hậu cứ của tiểu đoàn. Tôi và Đạt dùng xe máy chạy đi chạy lại mấy vòng, xác định tất cả các hồ
quanh khu vực đang tìm kiếm. Hồ nào là hồ 13 năm xưa? Lúc trước, khi chúng tôi đóng quân, chỉ duy nhất có một hồ 13 gần đền Bredvihir. Trải qua thăng trầm của lịch sử, biến thiên của thời gian, khiến nơi đây thay đổi quá nhiều không thể nhận ra. Nhân dân và nhà nước Campuchia xây dựng đất nước, mở mang giao thông, giờ việc đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Nhưng họ đã lấy đất làm đường, tạo nên rất nhiều hồ nhân tạo. Mà khi đứng trên điểm cao 606, đền Bredvihir, có rất nhiều cựu binh thăm chiến trường xưa, chụp hình từ trên đỉnh 606 đã nhầm lẫn hồ nhân tạo là hồ 13. Hơn 40 năm qua, cảnh vật thay đổi khác xưa nhiều lắm, nên sự nhầm lẫn đó là điều khó tránh khỏi. Sau khi xác định được hồ 13 và vườn xoài năm xưa, chúng tôi đã định vị được nơi đại đội 11, đại đội 10, đại đội 9, tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 3 đóng quân và tiểu đoàn 11, trung đoàn 576, tiểu đoàn 14, pháo cao xạ đóng quân nhằm bảo vệ ngôi đền khi có binh biến. Đứng giữa hậu cứ tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307 năm xưa, bao nhiêu ký ức hiện về. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Chế Lan Viên. Hậu cứ này là nơi chúng tôi ở. Sau mỗi trận đánh, chúng tôi rút về đây, nhớ lại trận cũ, chuẩn bị trận mới. Bao nhiêu vui buồn đều diễn ra nơi hậu cứ này. Trong làn khói hương, tưởng nhớ đồng đội phảng phất bay, tôi như trông thấy rõ từng lát cắt của ký ức đang ảo ạt hiện về. Nơi đây tôi chứng kiến những đồng đội trẻ tuổi đầy sức sống nhưng bị sốt rét rừng quật ngã. Thuốc quinin chích vào người khiến họ đi không được, ăn không nổi. Ốm o, xanh xao, run rẩy, co giật với những cơn sốt rét hành hạ. Cuộc sống chiến trận cực khổ, không có gì để bồi dưỡng cho anh em mau khỏe lại. Chỉ biết nhìn đồng đội mà ứa nước mắt. Cũng tại hậu cứ này, đồng đội thiếu thốn gian khổ vậy, nhưng vẫn hồn nhiên cùng các đơn vị khác chia phe đá bóng, cũng tranh giành nảy lửa thắng thua với câu nói đúng chất lính. Chỗ nào cũng đá, chỉ chừa hai con mắt thấy đường về quê mẹ là được. Nơi này, tôi và đồng đội bị cuốn vào hết trận đánh này đến trận đánh khác. Chúng tôi chưa kịp biết tên nhau khi nhận tân binh. Có người đánh trận đầu tiên, nhưng cũng là trận đánh cuối cùng trong đời binh nghiệp của họ. Ở tuổi 18 đôi mươi, họ đã nằm lại nơi mảnh đất Đông Bắc này. Trở về hậu cứ, sau những trận đánh, nhìn những chiếc giường các đồng đội hy sinh, sao cảm thấy trống vắng quá mà ngậm ngùi thương tiếc. Những chiếc giường, những tấm chăn còn dư lại đó, đồng nghĩa với việc bao đồng đội thương vong. Những chiếc chăn ấy, những người lính còn sống không bao giờ đốt đi, vì chúng tôi tin rằng hơi ấm những linh hồn đồng đội đã mất sẽ ở mãi bên chúng tôi, sưởi ấm chúng tôi trong cái lạnh giá như cắt vào da thịt những người lính nơi biên thùy, theo phù hộ cho chúng tôi may mắn sống qua từng trận đánh với kẻ thù. 40 năm cho lần trở lại hậu cứ, thắp nhang tưởng niệm các anh linh liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Đông Bắc này. Nhớ về một thời vui buồn nơi đây, tự cảm nhận và trân quý cuộc sống chúng tôi đang có. Dù lúc xong nhiệm vụ trở về quê hương, cũng chỉ sống bình thường, làm những việc hết sức bình thường để sống. Chúng tôi cất quá khứ chiến tranh trong chiếc dương ký ức, không oán trách, không ta thán, chỉ nghĩ đơn giản rằng trai thời loạn
gái thời bình trả xong nợ nước non sông là về. Phumpo nơi chôn chặt những mối tình Việt Cam. Tối 14 tháng 4 2022, chúng tôi nghỉ tại nhà Mali ở Phung Cơ Đơn, xã Mua Pramua, huyện Chép. Một buổi tối đoàn tụ với gia đình thật vui. Tôi cầm vội điện thoại ghi đôi thước phim ngắn trực tiếp để các bạn trên Facebook và đồng đội cả nước cùng xem về hành trình của nhóm chúng tôi. Mặc dù không đi cùng đoàn, nhưng sự quan tâm nhiệt tình chỉ dẫn của họ đã hỗ trợ đoàn chúng tôi rất nhiều. Sự quan tâm đó giống như những cánh chim ô thước trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ chắp cánh bắc cầu cho chúng tôi tìm được hướng về Phumpo. Sáng 12 tháng 4 2022, bắt tay thật chặt với từng thành viên trong gia đình chào tạm biệt, chúng tôi tiếp tục lên đường, chắc tay lái cho chặng đường tiếp theo dài 300 km. Điểm đến tiếp theo là đồi đá nằm giữa suối Ếch và đồi Thông Tin. Tới nơi, chúng tôi xác định lại một lần nữa cho thật chính xác, bắt đầu bày lễ vật, thắp nhang tưởng nhớ các anh linh liệt sĩ đã hy sinh nơi này. Đây cũng là cung đường mà một thời mỗi lần đi qua cứ cảm thấy lạnh lạnh đôi chân vì mìn bốt dày đặc. Một nén nhang lòng thành được đốt lên với lời khấn ngậm ngùi. Chúng ta đã gặp lại nhau sau 40 năm. Rượu từ bên nước mang sang rót tràn ra ly. Nào, chúng ta cùng uống giọt đắng, giọt nồng của đất nước, quê hương. Đồng đội nhớ về các anh, ghé thăm một chút. Nhớ các anh nhiều lắm, nhưng còn nhiều nơi khác chúng tôi phải đi, phải thăm viếng các đồng đội khác còn nằm đó suốt chiều dài mảnh đất Đông Bắc này. Chia tay nhé, nhớ mãi các anh ở nơi này. Chúng tôi lại lên đường, vượt qua suối Ếch, đến Phumpo lúc 10 giờ. Ba anh em chúng tôi vào Phum, thấy Phum thay đổi khá nhiều. Cảnh cũ còn đây, người xưa giờ ở nơi đâu? Dò hỏi bà con mãi mà họ chỉ lắc đầu không biết. Cuối cùng tôi nói đến tên chị Giang, họ mới nhớ ra. Chị Giang là người Việt duy nhất sống nơi này, chị đã mất. Họ dẫn chúng tôi đến nhà Aren, ngay sát cạnh chùa Phumpo, nơi năm 1987 tôi về làm đội trưởng đội công tác thay thế cho anh Thu đi phép. Tại ngôi chùa này, lúc đó tôi hay họp với chính quyền và nhân dân làm công tác dân vận. Tại đây, đoàn chúng tôi gặp được người thương và con gái của đồng đội Mảng. Ai nấy mừng vui khôn xiết trong cuộc hội ngộ này. Chúng tôi tìm cách gọi điện cho Mảng để cha con họ gặp nhau, nhưng không kết nối được. Thật quá tiếc. Nhìn nơi người thân của đồng đội ở, thấy cuộc sống còn vất vả nhiều lắm, không hơn gì 40 năm trước mà cảm thấy chạnh lòng. Thời gian không cho phép chúng tôi ở lại nhiều. Chia tay bà con trong Phum, chia tay những người thân thương của các đồng đội. Một Phumpo giữ chặt nhiều cuộc tình đong đầy nước mắt trong những năm tháng chiến tranh, và bây giờ là chia xa vì không gian địa lý. Một Phumpo đã nuôi nấng những đứa con mang hai dòng máu Việt Cam khôn lớn. Xin cảm ơn tất cả những gì mà Phumpo đã dành bao tình cảm thân thương cho chúng tôi trong những năm tháng mà những người lính sư đoàn 307 mặt trận 579 sống và chiến đấu nơi này. Trong đó có những cuộc tình trong trắng nhưng chia cách éo le, như câu thơ của Hàn Mạc Tử: dãi bầy đau đáu nỗi niềm riêng. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Chia tay nhé Phumpo, ngày đó có những cuộc tình Việt Cam đẹp tựa trăng ngàn. Những đôi lứa
dám vượt qua những rào cản bắt buộc, những quy định của quân đội lúc đó, vượt qua những định kiến bất đồng về ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa để yêu nhau. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều chi hội của Hội Hữu nghị Việt Cam có thể lưu tâm đến những trường hợp tìm thân nhân như thế, đến thăm tận nơi, thấy tận mắt người thân của đồng đội mình cuộc sống còn khổ quá mà chạnh lòng. Tôi thiết nghĩ với sự quan tâm của Hội Hữu nghị Việt Cam giúp cho các gia đình tìm lại nguồn cội như chưa từng có cuộc chia ly, chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi buồn chiến tranh, thắt chặt thêm mối tình hữu nghị giữa Việt Nam Campuchia. Thăm nghĩa trang Sa Rem, nơi đồng đội tôi ở lại tuổi 20. Trưa ngày 12 tháng 4 năm 2022, chúng tôi tạm biệt những người thân của các đồng đội cũ, tạm biệt nhân dân, tạm biệt Phung Po, tiếp tục lên đường. Đến 12 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại cây cầu bắt qua sông Sen, con sông êm đềm nhất của thị xã Tà Peng. Con sông đã chứng kiến biết bao người lính xuôi ngược trong cuộc chiến tranh ngày đó. Con sông thanh bình nhất giữa chiến trường tỉnh Brest Vihia. Chụp vội mấy tấm hình ở đây rồi bốn anh em chúng tôi vào thị xã Tà Peng. Thị xã Tà Peng đã thay đổi đến ngỡ ngàng, nhà cửa san sát, đường xá mở ra rất nhiều, cảnh buôn bán tấp nập, không khác gì những thị tứ ở Việt Nam. Không còn nhận ra một Tà Peng ngày xưa với những ngôi nhà thấp lè tè, một cái chợ bán vài thứ hàng tiêu dùng, chủ yếu do Thái Lan sản xuất. Một vài quán vừa ăn uống vừa bán cà phê. Một thị xã Tà Peng thay đổi đến không ngờ sau chiến tranh. Chúng tôi thấy mừng cho đất nước bạn hồi sinh. Nếu không có anh Giáo, anh hiện ở Tuy Hòa, Phú Yên, dẫn đường, có lẽ chúng tôi cũng không xác định nơi nào là ngã ba vòng tròn cũ và mới. Chạy qua ngã ba vòng tròn cũ để về Phum Ma Rúc, nơi đại đội 10, K3 E95 mà tôi từng chỉ huy ra ở ngã ba vòng tròn này. Bây giờ hàng quán và nhà cửa sầm uất khiến tôi không còn nhận ra nơi đại đội 10 đóng quân nữa. Những con đường đất đỏ mịt mù giờ được tráng nhựa thông thoáng thuận tiện cho việc đi lại. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được nhà chị La trong niềm vui vỡ òa của gia đình chị. Bắt tay thật chặt Phùng Sa Vét, con trai anh Phùng Quyên. Sau 37 năm mới gặp lại cháu và gia đình. Chuyện tình giữa chị La và anh Phùng Quyên ngày ấy phải thừa nhận rằng nhờ một phần trợ giúp rất lớn của anh Nguyễn Hữu Thuận, người cùng đơn vị với anh Quyên. Anh Thuận, lính 1977, hiện ở Duy Xuyên, Quảng Nam, uống với nhau vài ly bia do gia đình thết đãi, hàn huyên chuyện cũ xưa, thấy ấm lòng tình đoàn kết quân dân thuở nào khi chúng tôi đóng quân nơi này năm 1986 cho đến khi rút quân. Gặp lại chị vẫn không khác ngày xưa mấy, vẫn nụ cười tiếng nói đó, chân chất ngôn từ khi phát âm tiếng Việt. Vẫn là một chị La vui tính ngày nào, có chăng con người chỉ già theo thời gian, theo quy luật kiếp người. Tôi, Đạt và Chiến, ba anh em cùng chung đơn vị K3 E95 đi xác định lại toàn bộ khu vực tiểu đoàn đóng quân, nơi mà tháng 11 năm 1986, khi đánh xong trận núi Hồng, Xiêm Riệp, tôi chỉ huy đại đội 10 về đứng chân đầu tiên tại nơi này của trung đoàn 95. Ra sau nhà chị La, nơi có sân bay Tà Peng, nơi tiểu đoàn bộ và C9, C12 đóng quân, chúng tôi không nhận ra được. Nó khác lạ hoàn toàn. Dân khai phá trồng trọt hết, không còn dấu tích khi xưa. Cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng chúng tôi cũng xác định được nơi ở của tiểu đoàn 3,
tổng kho Q25A, Q25B, mặt trận 579 và sân bay Tà Peng. Riêng C-11 là dễ xác định nhất vì đóng đối diện với nhà chị La. Nơi ấy có một dải rừng già nguyên sinh và có một cái giếng quanh năm có nước. Mùa khô không bao giờ cạn. Nhờ vậy, đến mùa khô, gần nửa làng Ma Súc ra đây tắm rửa, lấy nước về sinh hoạt. Chính nơi đây, lần đầu tiên tôi gặp anh Lê Bảy. Anh Bảy hiện ở Thăng Bình, Quảng Nam. Sau này, về ban tác chiến Trung đoàn 95. Trần Thảo, nguyên là lái xe của Trung đoàn 95, giờ ở Diên Khánh, Khánh Hòa. Mỗi lần Thảo điện cho tôi đều nhắc anh Bảy. Lúc bấy giờ, thấy anh Bảy tắm giặt tại giếng, không cần biết anh là ai. Tôi bảo Nguyễn Anh. Anh lúc đó là liên lạc đại đội 10, hiện ở Phù Cát, Bình Định. Em về đơn vị, mở hòm anh, lấy một cái áo bốt đem ra đây. Tôi trao tặng anh cái áo bốt, từ một chiếc áo đơn sơ mà tôi và anh nhớ mãi về nhau đến tận bây giờ. Sáng sớm ngày 13 tháng 4 2022, tôi và Trương Đạt hiện ở Phan Thiết, Bình Thuận, cùng với Võ Chiến hiện ở Đắk Lắk, quyết định đi sớm cho mát. Lúc đó tôi đã phát bệnh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chuyến đi. Chắc tay lái, ba anh em chúng tôi lên đường. Xa xa là dãy núi Cu Len sừng sững, chạy dọc theo bản dài, bản ngắn. Dãy núi Cu Len mà tôi đã từng cùng C-10, K-3, E-95, F-307 trà đi sát lại rất nhiều lần trong các cuộc truy quét 1986. Chính nơi này tôi đã đạp phải mìn 652A. Chúa ơi, may là nó không nổ. Khả năng địch đi bị rớt lại, nó còn cả kim gió dưới đít chưa mở ra khi tôi vô hiệu hóa nó. Chạy qua bản ngắn, bản dài, chúng tôi đến cầu cháy. Cây cầu một thời là nơi huấn luyện các lớp y tá, các lớp tiểu đội cho các đơn vị tác chiến. Cung đường cầu cháy Sa Em, nơi tiểu đoàn công binh 15, sư đoàn 307 đảm nhiệm và cánh lính lái xe của sư đoàn nhớ mãi về nó. Cung đường đầy rẫy sự rủi ro chết chóc bất cứ lúc nào. Vượt quãng đường dài 80 km, chúng tôi đến Trom Khở San. Đứng tại ngã ba này, chụp một tấm hình để nhớ về nó, nhớ về một địa danh mà Trung đoàn pháo 576 đặt đại bản doanh. Nhớ về những trận đánh núi Cụt, ngã ba biên mà tôi cùng các đồng đội tham chiến. Nhớ các đồng đội hy sinh ở những địa danh này. Mong các anh linh liệt sĩ tha lỗi cho chúng tôi khi ấy không xuống được. Ngày mai về tử địa 547, bày lễ vật thắp nhang, rồi mời các đồng hương, các đồng đội dựa theo làn nhang khói tụ tập về đây, xem như cả mặt trận 579 chúng ta gặp nhau nơi này trong tâm thức sau 40 năm xa cách. Rồi chúng tôi cũng đến được Sa Em. Đứng tại đầu cầu, cố tìm cho được nghĩa trang của sư đoàn, tìm cho được cái nơi mà các đồng đội tôi yên nghỉ tạm thời. Thật sự mà nói, trong những năm tháng chiến tranh đó, hầu hết lính sư đoàn 307 ít ai biết đến hai nghĩa trang này. Chỉ có đội vận tải và đơn vị lo chôn cất mới biết nhiều về nghĩa trang. Cố tìm cho ra thì gặp anh Dự. Anh Dự cùng đi đoàn với tôi. Anh dẫn tôi ra nơi các đồng đội từng nằm. Thật sự quá xúc động. Hai nghĩa trang vô cùng rộng lớn, hiện nay vẫn còn nguyên dấu tích xưa. Hài cốt các anh đã được đưa về yên nghỉ nơi tổ quốc. Tôi bùi ngùi hình dung các anh được chôn cất ở đây trong cuộc chiến ngày nào sau mỗi trận đánh ác liệt. Anh Nguyễn Huy Phương từng nói, xót lắm khi thấy các em ra đi
tuổi đời còn rất trẻ. Hàng năm khai quật, không dưới 200 bộ cốt vẫn còn hình hài, phải lấy lưỡi lê lọc phần thịt còn lại, tắm rửa, tẩm liệm kỹ, đưa các anh về tổ quốc mà thấy quá xót xa. Đứng giữa nghĩa trang Sarem của sư đoàn năm xưa, thay mặt các đồng đội sư đoàn 307, các đồng đội mặt trận 579, chúng tôi thắp một nén nhang lòng thành để nhớ về các anh. Các anh đã hy sinh để chúng tôi được sống mà bước ra khỏi cuộc chiến tranh. 40 năm mới trở lại nơi các anh ở lại mãi mãi tuổi 20. Đồng đội nhớ mãi các anh, tổ quốc vinh danh các anh, những chiến binh dũng cảm ngày nào trong cuộc chiến tranh bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Sa em ơi, tạm biệt nơi đồng đội tôi nằm lại để chúng tôi được sống. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.